Xin chào các bác. Hôm nay thì em giới thiệu các bác là ba chiếc quạt hàng nội địa Nhật các bác nhé. Đấy, thì gồm có hai chiếc của Sanyo, một chiếc của Mitsu. Đấy, toàn bộ là màu xanh, rất là mát mẻ các bác nhé. Còn Nhật thì rất là chạy êm. Đấy, chạy êm và gió mát sâu các bác nhé. Đấy, thì em sẽ quay chi tiết từng con một. Sanyo nhất đây. Con này thì nó chạy 4 số các bác nhé, dùng tất cả phòng điều hòa được. Đấy, và là 2 đồng hồ, nút vô lăng và nút hẹn giờ đây. Đấy, nút túp 5. Đấy. Tiếp đến cũng là con Sanyo. Rất là đẹp. Con này cũng chạy 4 số. Đấy, và 2 đồng hồ, đấy, nút túp lăng. Quay rồi cũng đến hẹn giờ. Nhưng con này nó có thêm một chế độ nữa là gió biển các bác nhé. Gió biển nó có nghĩa là nó chạy xong nó dừng, nó chạy nó dừng. Đấy, nó chạy nó dừng. Đấy, con này rất là hay các bác nhé. Đấy, có nút chỉnh tốc độ nó đây. Đấy, có cái nút gió biển này. Thì em cũng báo giá luôn. Thì con quạt Sanyo này giá 1,6 triệu các bác nhé. Đấy. Còn con Sanyo này nó có chức năng thêm tốc biển nên là 1,8 triệu các bác nhé. Còn đây là con Mitsu đây. Đấy. Mitsu. Đấy. Rất là đẹp. Con Mitsu này em đoán giá là 1,4 triệu các bác nhé. Đấy. Hai con Sanyo này là nằm ở phòng điều hòa rất tốt cho em bé, gió nhẹ nhàng. Em bắt đầu có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp em, số máy là 0907232269 các bác nhé. Đấy. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin phép được dừng video tại đây.